À, xin chào quý vị và các bạn. Sau một chuyến đi cũng khá là dài, liên tục về làm chương trình tại triển lãm, hôm nay thì quay lại công việc chính của mấy anh em. Hôm nay thì hai lúa ghi hình và giao lưu một số cái tác phẩm xanh Nam Điền. Và những cây này thì đều là những cây trực liên chi, tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ bộ sưu tập hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là những cây xanh Nam Điền cổ, cũng khá là lâu rồi. Mười bả nam vô chào hả? Cây này thì ước lượng có hành đế của nó là bao nhiêu Dũng? 100. Hành tại chỗ đó là 100 hả? Hơn trăm á. Hành tại vị trí mà bọn Dũng ước lượng thì hơn 100. Còn nếu mà hành tổng ở dưới này thì bởi vì nó có đó phối đó, đó thấm thủy này nữa. Đúng rồi. Nếu các bạn nào thật sự quan tâm những cái tác phẩm xanh Nam Điền trực liên chi, những cây cũng khá là cổ, và liên hệ với Thanh Dũng. Mình báo gió hay là liên hệ điện thoại giống? Gió để dưới kìa. Để xin bỏ gió dưới. Cây này mà nếu mà quý vị và các bạn nào có khuôn viên, chúng ta có thể giao lưu một cặp về bố trí. Dạ. Cái này mình bỏ lâu năm rồi. Cây này thì không bị chán, không bị hư, nói chung là liền lọt hết. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên hơ mấy, toán rộng thì hơn hơ mấy, nhưng mà dòng trực liên chi này chúng ta chơi bông tầng tầng lớp lớp thì đây trong video này thì tất cả đều là xanh Nam Điền cổ trực liên chi. Cây này thì chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 2 mét, bể đế thì liền lọt. Dòng xanh Nam Điền này thì toàn bộ cái bộ sưu tập xanh Nam Điền này là cũ, hình dáng thì cũng tương tự với nhau. Đúng.
đẹp quá. Cài này nếu mà không chạy theo kiểu mẫu xanh cổ thì hay gì có thể là chuyển thế cũng được, bởi vì bệ đế liền lọt. Nếu các bạn mà cảm thấy ưng ý thì liên hệ số điện thoại thì mình sẽ chèn ở trong video. Hiện giờ trong cái bộ sưu tập là bao nhiêu cây hết Dũng ơi? 20 tác phẩm xanh Nam Điền, trực liên chi. Hiện giờ thì cây đang tại Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Cây đây với cây trước mình ghi hình là có thể bố trí một cặp được. Đấu xứng, chúng ta đang đấu xứng đẹp. Hiện giờ thì má anh em mình chưa có dọn dẹp, chưa có chỉnh sửa lại bông toán này là có phần hơi âm tầm xíu. Chúng ta chuyển đánh là tiếp tục. Cây này với cây bên trong cái là một cặp đấu xứng. Hai mươi nam rồi. Đúng rồi. Mà nằm trong những cái chậu này thì anh em người ta cũng đã hình dung và đã biết đến là phải trên dưới 20 năm nha. Dòng chậu này lâu hơn lắm rồi. Bên cạnh là tác phẩm có thể chơi đấu xứng với cây vừa rồi. Cây này thì lỗ có phần bệ đế rồi. Tất cả các tác phẩm thì đều giao lưu, nhưng mà theo mình là nếu các bạn muốn thật sự giao lưu thì chúng ta nên chọn một cặp. Bởi vì hiện giờ thì mấy anh em mình tại Bình Trị thì có 20 tác phẩm chia thành 10 cặp như thế này. Bên cạnh có một số cây tầm nhỏ. Cây này thì chiều cao từ mặt chậu lên khoảng hơn 1 mét một xíu thôi. Cây này nhưng mà đẹp tới giống nhỏ nhưng mà có duyên á hả, kiểu như nó uyển chuyển không, bệ đế ra nuôi cũng tiềm năng đó. Dòng ba bữa khu ấy mà còn nhỏ nữa, thay vì tưới nước tỉnh thôi. Do ngày xưa chủ cũ thì bỏ bê này. Không, phâu này nuôi tìm nè. Đúng là cái giò nằm điền, thấy nó khắc hẳn đúng không? Cây này với cây đấy chơi một cặp cũng được.
bờ này thì chiều cao khoảng 9 mấy, chưa tới 1 mấy. Chim ngon này. Ừ. Nếu mà phá những dàn này phá thế cho là lùng lập được bể đế rồi cũng tương đối. Đây là cái mặt chính của cây này. Dục dục đứng đứng qua xem. Chụp cây này đẹp. Cây bánh chính. À. Sẵn có phong phong nành trắng này. À, tiếp theo cũng là một cặp. À, những cặp này thì chúng ta giao lưu và chơi đấu xứng được. Hả? Cây này thì chơi theo cái của ông bò cổ xưa này chơi toán. À, những cây này thì nếu các bạn đến trực tiếp mình co cây và vô lưu thì nó tiện hơn. Bây giờ những mẫu cây cũ này thì số đo kích thước thì cây này thì chiều cao từ mặt chậu lên 2 mét. Hoành thân thành đế thì cây này với cây kia là chúng ta chơi đấu xứng được này. Một cặp tha cho em nó chọn cho bùa một cặp chậu giống nhau nữa là tương xứng luôn á. Chúng ta chuyển đến con đầu dòng xanh Nam Điền này thì bể đế rồi đẹp. Đây là một cặp, cặp này thì lùng lực hơn. Các bạn mà thật sự thích những cây này thì liên hệ qua số điện thoại của Thanh Dũng là 0936 098 996. Để khép lại cuốn video đầu tiên báo giá giao lưu một số tác phẩm xanh Nam Điền cũ. Hẹn các bạn tập tiếp theo, mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn tóm cây nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.